Hello, xin chào bạn nhé. Chào mừng các bạn đến kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình có một chuyến đi Điện Biên. Mình đang ở thành phố Điện Biên đây. Đây là quảng trường của thành phố Điện Biên. Đang có lễ hội Hoa Ban các bạn ạ. Nên đang chuẩn bị rất là đẹp đây các bạn này. Đấy. Một lễ hội rất là lớn của thành phố Điện Biên. Đây các bạn ạ. Đây là các dãy nhà liền kề cao cấp Vincom của thành phố Điện Biên đang xây dựng. Rất đẹp đúng không? Thiết kế 3 tầng một tum. Rất hiện đại. Và đẹp. Mang hơi hướng cổ điển. Đây thì mình chút nữa mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan hầm The Cát các bạn nhé. Một hầm rất là nổi tiếng. Mình đang trên đường tới đây rồi. Thành phố Điện Biên thì cũng rất là phát triển, rất đẹp. Chúng ta bắt đầu chuyến hành trình di chuyển tới hầm các bạn nhé. Vẫn đang trên đường. Đường này là đường, mình nhớ không nhầm thì đây là đường Võ Nguyên Giáp. Một con đường mang tên một vị anh hùng dân tộc. Chiến lược gia. Rất gần đến nơi rồi. Chúng ta đang đi vào gần đến hầm The Cát rồi các bạn ạ. Xe cộ cũng rất là đông, xe tránh nhau rất đông. Đây là ngày lễ du lịch, tâm ra là rất là nhiều khách. Đoàn du lịch rất là lớn. Quanh đây thì được trồng rất là nhiều cây to các bạn nhé. Dưới về con đường này chúng ta sẽ đổ xe và đi vào trong thôi. Tôi đang đứng đây là hầm The Cát các bạn ạ. Thế một hầm căn cứ chỉ huy, căn hầm đoàn căn cứ điểm Điện Biên, chiến tích lịch sử. Hầm là The Cát vòm bạn nhé. Đây cái máy này là để xây lên để nhằm che mưa che nắng cho hầm, phục vụ
du khách đến tham quan. Đi vào trong khu vực trong này. Chúng ta vào tiến hành mua vé tham quan. Không có công ty đâu. Mỗi cái ô này thế này anh? Mỗi cái hầm này thế à? Bên kia chứ. Đây hay chỗ đường xuống ở đây. Mát thế. Chỗ họp à? Bằng ngày xưa nó bằng cát, bây giờ nó chuyển hết rồi, bằng bê tông hết rồi. Bây giờ mà ấy thì cũng là... tổn thất. À, đi kiểu cái nhà tù ấy nhỉ, chú nhỉ? Nhà tù với ghê. Đó là ngay bên kia này. 1954 à. Các hào, lối hào nhỏ rồi, di chuyển. Vâng, con xuống trường.
việc check in. Chỉ huy video của mình đến đây xin phép được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.